Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết Harvey Weinstein bị kiện buôn nô lệ tình dục. Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị nhiều vụ vì hành vi sách nhiễu tình dục ở Hollywood. Đến thứ Tư ngày 22 tháng 8, ông bị tố tội buôn nô lệ tình dục và ấu dâm. Theo tin của CNN, một nữ tài tử người Đức dùng tên giả là Emma Lohmann nộp một đơn kiện ở Los Angeles vào thứ Hai ngày 20 tháng 8 vào cho biết cô bị ông Weinstein hãm hiếp tại lễ hội phim Cannes Film Festival vào năm 2006. CNN thu thập được hồ sơ của tòa và cho biết cô Lohmann kiện ông Weinstein tội buôn người, đánh đập và giam cầm người khác. Luật sư John G. Balastri đại diện cho nữ tài tử Lohmann gửi thông cáo đến CNN và nói rằng thân chủ của họ khởi kiện để đòi công lý cho bản thân. Cô làm vậy để giúp những phụ nữ khác trong giới điện ảnh không phải chịu cảnh tương tự. Ông Weinstein phải trả lời những lời kiện này và phải chịu trách nhiệm về những đau buồn ông đem lại cho thân chủ. Theo đơn kiện, ông Lohmann cho biết cô đến gặp ông Weinstein tại phòng khách sạn của ông ở Cannes, Pháp để thảo luận về một dự án phim do ông sản xuất. Tuy nhiên, ông đã không thảo luận công việc mà bắt đầu có hành vi sở khanh đối với cô Lohmann. Thưa quý vị, động đất 6.2 độ ở ngoài khơi bờ biển vùng trung nam của tiểu bang Oregon. Một trận động đất với một dư chấn tiếp theo sau đó đã được ghi nhận ở ngoài khơi bờ biển vùng trung nam của tiểu bang Oregon vào hôm thứ Tư 22 tháng 8. Cơ quan US Geological Survey cho hay trận động đất đầu tiên với cường độ là 6.2 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 30 phút sáng, cách Coos Bay về phía tây khoảng 170 dặm và cách thành phố Portland khoảng 220 dặm về phía tây nam. Robert Sanders, nhân viên của US Geological Survey cho hay trận động đất này mạnh đến nỗi cư dân của Portland cũng cảm nhận được, nhưng không có đe dọa về sóng thần tràn vào. Sở cảnh sát của Coos Bay cũng cho biết không có tin tức báo cáo về thiệt hại vật chất hay có người nào bị thương. Tâm chấn của trận động đất được ghi nhận nằm ở độ sâu khoảng 6 dặm. Khoảng 2 giờ sau, một dư chấn với cường độ mạnh 3.5 độ cũng diễn ra ở vùng này. Facebook đã chặn 652 trang tài khoản. Facebook cho biết các chiến dịch tuyên truyền sai sự thật này bắt nguồn từ Iran, bao gồm 254 trang Facebook, 116 tài khoản Instagram và hơn 1 triệu người theo dõi. Facebook cho biết từ năm 2012 đến 2017, các chiến dịch này đã chi hơn 12.000 Mỹ Kim cho quảng cáo trên mạng xã hội. Facebook, Twitter và các công ty truyền thông xã hội khác đang tích cực bảo vệ các dịch vụ diễn đàn của họ trước cuộc bầu cử dự kỳ của Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới và không để cho nạn nhân truyền xuyên tạc tái diễn như trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016. Theo như CEO Mark Zuckerberg, nỗ lực phát hiện các tài khoản và các trang giả giúp mạng xã hội Facebook trở nên an toàn hơn. Một số nội dung mà Facebook đã xóa có thể liên quan đến các nhóm trước đây liên kết với cơ quan tình báo quân sự chính trị của Nga. Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc của Facebook. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow không hiểu những tuyên bố như vậy dựa trên cơ sở nào và rằng chúng trông giống như bản sao của các cáo buộc mà từ trước đến nay Moscow đã phủ nhận. Thưa quý vị, Tổng thống Trump tố cáo thị trưởng New York Bill de Blasio ăn cắp khẩu hiệu vận động tái tranh cử của ông. Tổng thống Trump viết trên trang Twitter rằng thị trưởng Bill de Blasio đã ăn cắp khẩu hiệu tranh cử của ông là Promise Made, Promise Kept, hứa được, làm được. Tổng thống Trump đưa ra lời phản đối nêu trên sau khi thị trưởng de Blasio nói chuyện tại một cuộc tập hợp trước một biểu ngữ cũng có chữ Promise Made, Promise Kept. Thị trưởng de Blasio nổi tiếng là người hay chỉ trích Tổng thống Trump. Một phát ngôn viên của ông de Blasio lên tiếng bác bỏ việc thị trưởng New York đã sao chép khẩu hiệu của Tổng thống Trump và cho hay nhiều chính trị gia khác từng sử dụng khẩu hiệu này. Phát ngôn viên Eric Phillips tuyên bố với báo New York Daily News như sau: "Thật là ngu xuẩn, nó có phải là văn phong của tiểu thuyết đâu. Các viên chức bầu cử đã từng sử dụng khẩu hiệu Promise Made, Promise Kept từ nhiều năm về trước. Từ thời thống đốc Cộng hòa của Michigan là ông John Engler đã dùng những năm 1990 và thị trưởng dân chủ Chicago là ông Harold Washington cũng sử dụng trong những năm 80 thưa quý vị." Bản tin đời sống nối tiếp cho biết sinh viên thiết kế chế tạo ra trang trại rau trên biển. Một sinh viên thiết kế người Anh đã tạo ra một trang trại nội nguyên mẫu sử dụng kỹ thuật bốc hơi nước đơn giản để cho phép trồng rau trên biển. Layla Clark cho biết ý tưởng của cô xuất phát từ suy nghĩ mực nước biển dâng cao và tình trạng tăng trưởng nhanh trên toàn cầu đang gia tăng áp lực lên đất nông nghiệp. Và do đó, Clark nghĩ ý tưởng trang trại nội của cô có thể giúp cho phép mọi người trồng rau trên biển. Thiết bị nguyên mẫu thu nhỏ của cô sử dụng sự bay hơi để di chuyển nước bên trong cấu trúc mái vòm. Cô cho biết ý tưởng cơ bản là trang trại này nằm trên nước, nước xuất hiện bên trong khu vực trồng rau.
và sau đó sự ngưng tụ sẽ gia tăng, đưa nước lên trên các mái vòm bên ngoài và do đó rau quả sẽ được nhận nước tinh khiết. Quá trình khử muối tự nhiên có nghĩa là không cần bơm hoặc hệ thống lọc. Khi thời tiết trở nên nóng hơn, nước bốc hơi nhiều hơn, do đó nhiệt độ càng cao thì mô hình này càng hoạt động tốt. Thưa quý vị, triển lãm tang lễ ở Nhật Bản thu hút đông đảo du khách. Triển lãm ngành tang lễ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản năm nay đã thu hút đông đảo các công ty cũng như du khách đến tham quan và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới nhất trong ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng ở nước này. Có khoảng 344 công ty tham gia triển lãm năm nay, tăng gần gấp đôi trong 4 năm vừa qua. Không chỉ dành cho người, dịch vụ tang lễ cho vật nuôi cũng đang rất phát triển ở Nhật Bản. Sanchoi, một công ty đến từ phía Tây Nhật Bản, đã đem đến triển lãm một lò hỏa táng di động cho vật nuôi với hy vọng tạo ra một tiện ích mới cho người dân. Thưa quý vị, kế đến Tokyo, Toko Company, công ty cung cấp dịch vụ hậu sự và lau rửa cho những người chết đơn độc, thậm chí còn trưng bày các mô hình căn hộ của họ dựa trên thực tế. Trong khi đó, công ty Balloon cung cấp dịch vụ có tên là đám tang không gian khí cầu để đưa cho cốt của người đã khuất lên mây. Triển lãm tang lễ năm 2018 dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, kết thúc vào ngày 24 tháng 8, thưa quý vị. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.